Clip này mở cho mọi người nghe một sự kết hợp rất ăn ý giữa cái đầu Denon N9 và cặp loa Onkyo 112EST mọi người ha. Đặc thù của cái dòng loa mà 112 EST này người, cái âm bass của nó sâu nhưng mà nó kiểm soát cực kỳ hay rồi ha. Và đây là một cặp loa gần như là khá là hoàn hảo trong cái mức giá 3 tới 4 triệu người. Rất là hoàn hảo người, được đánh giá cực kỳ cao bởi những cái audio mà bên Nhật Bản ha. Họ chơi những cặp loa này và đây là một cặp loa rất đáng đồng tiền người. Mọi người nếu mà có dịp thì cứ thử mua một cặp này về mọi người, và mọi người nghe nhạc bằng những cái âm ly khác nhau thì nó đáp ứng rất là tốt. Kể cả những cái âm ly theo cái mạch số analog như là con Onkyo 765, hoặc là những dòng âm ly số như là cái con Onkyo 775 hoặc là Denon N8, N9, N10 mọi người. Kể cả Sony Mav S1 mọi người. Đánh quá hay rồi, đánh hay lắm, đánh hay cực kỳ luôn và tiếng nó kiểm soát tốt rồi ha. Tốt, một cái cặp loa mà rất là xứng đáng cho người bỏ tiền ra để mua nghe mà ha. Với mức giá mà 3 tới 4 triệu nó gần như là vô đối luôn, nó rất là hay luôn. Lạ
Nhìn chung mọi người, nhìn chung mọi người, mình test khá là nhiều cặp loa rồi. Thì căn bản là cái đầu Denon mà dòng N9, N10 này nó hay mọi người, nó hay, thật sự hay. Nó đáp ứng được rất là nhiều cặp loa mọi người, kể cả những cái loa mà có cái màn bass lớn cỡ tầm 16 hay thậm chí 20, nó vẫn đánh được mà ha, nó vẫn đánh được rất là tốt mọi người. Và lên tới dòng N10 thì nó nâng cấp thêm một sự vượt trội nữa, thì N10 đánh cũng chuẩn xác luôn và hay. Nhưng mà nhìn chung con N9 này cũng đáp ứng quá tốt luôn người. Nó có Bluetooth rồi chơi đĩa CD, chơi USB rồi dạy mạng optical đầy đủ. Vậy là quá hoàn chỉnh người. Trong cái mức giá mà cho cái con N9 này nó tầm trên dưới 5 triệu người, thì cũng là một cái option mà gần như vô đối người. Nó quá lựa chọn, quá ngon lành. Tại vì trong cái mức giá 5 triệu mà tích hợp giải mã rồi Bluetooth luôn á, thì dường như là chỉ có con N9 này là ngon nhất mọi người. Kể cả những cái con nào khác như là những dòng Sony hay là Marantz hay là Ongo thì không bì được người. Cái mức giá này thì con Denon N9 này là một cái best option trong cái phân khúc luôn rồi ha. Rồi đó, thì hiện tại mình vừa về được một cái đầu nông N9 này, thì giá kèm theo khiển zin nó là 5 triệu rưỡi người, hoạt động full chức năng. Còn cặp loa này thì 3 triệu 5, nếu mọi người lấy nguyên vàng thì cộng lại thôi, đó là 9 triệu rồi. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha.